Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay Ban Phụ Truyền thông Giáo phận Kon Tum có dịp để gặp gỡ với cha Phêrô Nguyễn Văn Đông. Ngài là nguyên tổng đại diện của Giáo phận Kon Tum, ngài cũng từng là giám đốc Caritas của Giáo phận Kon Tum. Và như chúng ta được biết, ngày 20 tháng 12 sắp tới đây, ngài sẽ mừng kỷ niệm 50 năm Kim Khánh Linh Mục. Đây quả thực là một hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho ngài. Nhân dịp này, chúng ta có dịp thuận tiện để chúng ta gặp gỡ và ngài sẽ chia sẻ cho chúng ta những kinh nghiệm rất thiết thực ngang qua đời sống ơn gọi của ngài. Giờ đây chúng ta sẽ gặp gỡ với cha Phêrô Nguyễn Văn Đông, nguyên tổng đại diện của Giáo phận Kon Tum. Chúng con xin chúc mừng cha nhân kỷ niệm 50 năm hồng ân linh mục. Và chúng con cảm ơn cha vì cuộc gặp gỡ hôm nay. Chúng con xin được chào cha. Xin cảm ơn cha Sơn, trưởng ban truyền thông Giáo phận Kon Tum. Vâng, chào cha. Xin kính chào tất cả các khán giả nghe buổi nói chuyện hôm nay. Mình á, là sinh ra quê hương là ở Bình Định, sinh năm 1941. Thưa cha, chắc hẳn rằng trong cái dịp này, dịp đặc biệt cha mừng kỷ niệm 50 năm, tất cả những cái quá khứ của cha, thời buổi đầu cha bắt đầu bước chân đi tu, đang trào tràn ở trong tâm hồn của cha. Cha có thể chia sẻ cho chúng con kỷ niệm, những kỷ niệm đầu đời của cha trong việc cha bước theo cái ơn gọi thánh hiến của cha. Cha biết không, mình đi tu vui lắm. Mình chả biết đi tu là cái gì. Khi mình 14 tuổi ở vùng Bình Định là 9 năm kháng chiến, 14 tuổi chưa bao giờ mình biết cái đôi dép là cái gì. Dạ, 14 tuổi mình chưa bao giờ thấy cái bông điện lần nào. 14 tuổi mình thấy cái bánh mì á, khi mình lên Kon Tum mình không biết nó là cái gì. Thế mình lên Kon Tum năm 1955, ngày cuối tháng 8. Rồi thì người ta đã tự học rồi, mình lên trễ. Khi mà cha Joachim Nguyễn Thúc Nên á, về vinh quy bái tổ ở nhà quê mình xứ Đạo Nhà Đá, thì mình giúp lễ cho ngài mỗi ngày. Sau đó ngài rủ mình đi Kon Tum đi tu. Mình cũng chả hiểu đi tu là cái gì, nhưng mà cũng chả biết Kon Tum là chỗ nào. Rồi thì là mình chưa bao giờ đi ô tô, cho nên mình biết là đi tu Kon Tum là được đi ô tô. Thế là mình ok liền đi tu. Mình lên tới Kon Tum là trễ 2 tuần. Thế là Đức cha Kim, Đức cha Bonset, mình gặp ngài. Thế ngài ôm mình, ngài cả cái râu ở trên đầu mình. Ngài hỏi mình: nhà con có mấy anh em ruột? Mình nghe không ngỏ, mình tưởng là nhà con có mấy đám ruộng mình đây, con không biết. Thế là ngài bảo: thì thôi, thì để các cha lo cho con. Cha bề trên lúc đó là người Pháp, René Thomas. Thế thì ngài cho mình thi. Đức cha Trung mới chịu viết kinh bột xong, cho một bài Việt văn. Mình đâu có đi học cấp 1 đâu, mình không có học chính quy, mình không có bằng tiểu học. Thế thì cho một bài luận văn cuộc hành trình từ Bình Định đó Kon Tum. Mình cũng chả biết cái hành trình là cái gì. Rồi cho 2 bài toán, mình cũng làm cũng không được, bởi vì mình đâu có học chính quy. Rồi thì mình rớt. Mình rớt thì không về được, bởi đi 2 ngày mới tới Bình Định. Thì chờ người lớn về để mà nhà trường gỡ mình về lại Bình Định. Nhưng mà chờ miết con thấy thì mình cũng được đưa vô lớp ngồi, cũng có phát sách phát vở rồi vậy đó. Học chờ để người ta dẫn mình về. Nhưng mà không thấy ai dẫn về, cho nên mình học luôn để đi tu vậy đó. Đi tu rồi thì là cuối năm đó mình đi thi tu học đậu. Rồi mình được đi tu. Rồi thì học ở Kon Tum 4 năm, 55, 59. Rồi học ở dòng Francisco 5 năm, 59 tới 64. Rồi học ở Đà Lạt, Giáo Hoàng Hợp Viện 8 năm, năm 65 tới năm 73. Học ở Đại học Đà Lạt năm 73 tới năm 75. Rồi sau đó mình trở về địa phận sau năm 75. Thì mình làm đủ thứ nghề, làm quản lý tòa giới mục. Hồi đó chỉ có chăn nuôi với làm nông không thôi. Rồi thì sau đó mình đi coi sứ. Rồi thì có là hơn 40 năm coi sứ. Rồi bây giờ thì
nhà hưu. Yeah. Ở nhà hưu. Yeah. À, cho nên mình cảm ơn Chúa vì mỗi bước đường trong đời của mình, kể cả đời linh mục của mình, Chúa dìu dắt cho mình từng bước. Dạ. Yeah. Chúng con cảm ơn cha. Chúng con cảm thấy cha rất là sống rất hạnh phúc trong ơn gọi của cha. Cũng có những cái khó khăn, có những thử thách, nhưng mà hình ảnh của một cha già nơi cha luôn luôn là bài học cho những thế hệ trẻ linh mục của chúng con. Thưa cha, với 50 năm trong sứ vụ linh mục và trải qua nhiều giáo xứ, cha phụ trách về nhiều công việc ở trong giáo phận cũng như coi nhiều giáo xứ khác nhau ở trong giáo phận, và chắc chắn rằng trong những năm tháng đó cha cũng trải qua rất nhiều cái biến cố thăng trầm trong sứ vụ linh mục của mình, thì cha có thể chia sẻ cho chúng con những bí quyết nào giúp cha luôn luôn giữ vững được cái lòng trung thành với cái ơn gọi thánh hiến của cha không ạ? Cái quan nhất không phải chỉ của linh mục mà của bất cứ đời sống đức tin nào, cần nhất là ơn Chúa. Không có ơn Chúa chúng ta không thể sống đời ơn gọi linh mục của mình được đâu. Trong cái đời sống của mình, cái nữa mà dựa cậy nhiều nhất là Đức Mẹ Maria. Đức Mẹ Maria là cái điểm tựa, là cái nguồn để cho mình cảm thấy sự nâng đỡ thật sự. Thì linh mục thì đâu có được đi thăm đỏ đâu. Linh mục đi cũng đường hẹp thôi. Linh mục chờ đi thăm đỏ không phải là linh mục của Chúa Giêsu đâu. Thế thì trong cái đời sống linh mục mình, thì những năm trôi qua là mình suy nghĩ như vậy. Cho tới một năm nọ, có một đứa giám mục giảng căn phòng cho các linh mục địa phận Kon Tum, thì ngài nói những điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô ao ước nơi linh mục của mình, thì mình ghi nhớ những điều đó. Thì tịnh tâm đó có 7 bài, thì nói 7 điều. Điều thứ nhất, Đức Thánh Cha Phanxicô ao ước các linh mục của ngài là phải đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu. Mà thấy linh mục là thấy Chúa Giêsu, nghe linh mục nói là nghe Chúa Giêsu nói, thấy linh mục làm là như thấy Chúa Giêsu làm, đồng hình đồng dạng là như vậy. Sau này có một cái mục khác giảng căn phòng cho các cha cũng có cái đề tài này, thì ngài nói thêm nữa, đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu là nghĩa là đứng xếp hàng chung với những người đi lãnh pháp rửa của ông John Tẩy Giả, đứng chung với hàng có tội cái gọi sự sám hối. Đồng hình đồng dạng có nghĩa là như là Chúa Giêsu ngồi trước người đàn bà ngoại tình vậy đó. Và đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu là như vậy. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai mà Đức Thánh Cha Phanxicô muốn là linh mục là phải sống hiền lành và khiêm nhường. Chung cho cái này thì mình lỗi nhiều quá. Hiền lành và khiêm nhường. Mà Chúa Giêsu á thì đã dạy, đã bảo chúng ta phải học cùng ngài, vì ngài hiền lành và khiêm nhường ở trong lòng á, chứ không phải là ngoại giao đâu. Khiêm nhường thật sự ở trong lòng. Mà Chúa Giêsu cũng hay làm biết bao nhiêu thứ hay mà không dạy. Giả như mà Chúa Giêsu dạy mình á là phép lạ quá, bánh đây nhiều rồi hay biết bao nhiêu. Mà Chúa Giêsu dạy mình nè, cái cách thức là phép lạ để chữa bệnh là hay biết bao nhiêu. Mà không, học với ta vì ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Cái đó linh mục phải hiền lành trong cử chỉ, linh mục phải hiền lành trong lời ăn tiếng nói, linh mục phải hiền lành trong cái cách cư xử với mọi người. Cái đó xem là dễ mà rất khó, và mình đã lỗi rất nhiều. Điều thứ ba là Đức Thánh Cha Phanxicô muốn linh mục của ngài là phải là mang vào mình mùi chiên. Mà không phải đứng trong chuồng chiên hay trong chuồng bò mà nó bay mùi. Nhưng mà phải biết vác con chiên trên vai của mình. Người linh mục là phải đồng cam chịu khổ với người giáo dân. Những cái khổ cực của người giáo dân cũng là cái khổ cực của mình. Những cái rai rứt của giáo dân cũng là cái rai rứt của mình. Và có như thế thì mới là mang vào mình mùi chiên được. Đó là cái thứ ba. Cái thứ tư hay lắm. Cái thứ tư là Đức Thánh Cha muốn dân linh mục của ngài phải vui vẻ. Mình là rạo giảng một cái tin mừng. Tin mừng tức là mình chứa trong lòng mình cái
cái kho tàng của tin mừng. Dạ. Tin mừng thì linh mục phải vui trong nét mặt. Dạ. Chứ làm cái gì mà linh mục cứ nhăn nhó miết thì đâu có phải ra giảng tin mừng. Dạ. À, thành ra là linh mục là phải biết vui vẻ, không khi tiếp xúc với mọi người, người trên kế dưới, linh mục phải biết sống mà chia sẻ cái niềm vui của mình cho mọi người. Đó là cái thứ tư. Cái thứ năm á là linh mục phải biết tôn trọng những người cộng tác với mình. Đức Chúa Giêsu ngài dư sức sai các thiên thần đi rao giảng tin mừng không? Ngài chọn con người thôi. Các môn đệ của ngài những con người bình thường với mọi người. Nhưng mà ngài rất thương yêu các môn đệ của ngài. Những thương yêu rất những người cộng tác với ngài. Thành linh mục á thì tôi nói ví dụ cha phó là cái người cộng sát với mình gần nhất. Thành là phải cha sở phải thương cha phó, mình nói ví dụ vậy đó. Rồi thì là chú cha bao nhiêu đoàn thể, từ ban chức việc cho tới ban giảng viên giáo lý, cho tới ca đoàn, cho tới các đoàn thể khác nhau, là những người cộng tác với linh mục với cha xứ, thì cha xứ phải tôn trọng họ và yêu thương họ. Đó là cái thứ năm. Cái thứ sáu á, linh mục á, là phải biết chạnh lòng thương. Rồi ngài đưa ra cái dụ ngôn người Samari nhân hậu. Ông thời tư tế hồi xưa là linh mục bây giờ. Cái ông Samari ngoại đạo đó lại tốn tiền để giúp người. Ông tư tế không có tốn tiền. Ông Samari ngoại đạo đó là tốn giờ, dừng lại băng bó vết thương. Ông tư tế ông đi luôn, ông đâu có tốn giờ. Rồi cái ông Samari đó là tốn sức. Trong sức nghĩa là ông phải nhường con lừa ông cho người bị thương ngồi, rồi ông đi bộ. Là tốn sức. Thành ra mình nghĩ làm việc tốt, chạnh lòng thương thì phải biết tốn tiền, phải biết tốn giờ, phải biết tốn sức. Và cái khi mình học á thì là cái chỗ đường, đoạn đường đó là rất nguy hiểm, có kẻ cướp. Cho nên làm việc tốt là phải có liều mạng nữa. Vậy đó, thành ra linh mục phải chạnh lòng thương trong mọi cảnh hướng để mà giúp đời, mà giúp người nữa, nhất là như người hoạn nạn. Có một cái nữa là cái thứ bảy là linh mục phải lên đường. Đức Thánh Cha Phanxicô ngài bảo tôi thích những linh mục lên đường có trời thưởng một chút, chứ tôi không có thích những linh mục sống theo ngài xanh sao mà không làm gì. Đó là các cái ý mà mình nghĩ. Thật sự khi xét lại những điều này mình cố gắng mình học thuộc luôn. Nhưng mà thấy mình cũng thiếu sót từng điều, từng điều. Nhưng mà chúng ta nếu mà chúng ta cố gắng thì chúng ta sẽ có thể vui hơn trong những lao nhọc của đời sống linh mục của mình. Cảm ơn cha với tâm tình cha chia sẻ và cũng là thao thức của Đức Giáo Hoàng Francisco ngang qua 7 điều mà giáo hội muốn nơi người linh mục, và để được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và chúng con cũng biết cái niềm thao thức của cha trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, cha đã dấn thân để phục vụ cho người nghèo, cha đã dấn thân phục vụ cho anh chị em phong cùi khắp cả giáo phận. Và cách đặc biệt có thể nói rằng cha rất yêu mến thai nhi và cha đã xây rất nhiều cái ngôi mộ cho các thai nhi. Thì trong dịp kỷ niệm 50 năm này, chắc chắn rất nhiều người nghèo, rất nhiều người phong cùi, rất nhiều người đau khổ, họ nhớ đến cha và họ sẽ cầu nguyện cho cha. Thì bây giờ chúng con cũng muốn cha chia sẻ đâu là cái động lực mãnh liệt nhất để cha có thể dấn thân vào trong những cái công việc này. Mặc dù những công việc này cha có thể không làm, không ai trách được cha, nhưng mà cha đã hy sinh, cha đã dấn thân và cha đã phục vụ cho những cái con người có thể nói là bị xã hội bỏ rơi. Xin cha có thể chia sẻ thêm cho chúng con. Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Nhưng mà mình nói thật tình nghe không? Là mình phân biệt hai thứ công việc của linh mục. Một thứ công việc nếu linh mục không làm thì giám mục sửa gãy linh mục liền. Chẳng hạn như dân thánh lễ, xiết chầu bệnh nhân, giải tội, dạy giáo lý, vân vân, là những cái điều đó linh mục phải làm. Các bí tích là Chúa Giêsu lập, giao cho linh mục
trao ban à, những linh mục mà không chịu ban bí tích là không được đâu. Đó là công việc mà bổn phận của linh mục phải làm. Còn cái thứ công việc thứ hai á, nếu mình không làm, không ai làm gì mình, giám mục cũng không làm gì mình, mà xã hội cũng không làm gì mình nếu mình không làm. Ví dụ như lo cho người cùi, gần 3.000 người cùi từ năm 1987 tới năm 2020, mình lo đưa đi Quy Nhơn để chữa bệnh rồi cất nhà cất cửa vân vân. Yeah. Mình không làm cũng không ai làm gì mình. Yeah. Mình nuôi bà bầu 136 bà sinh ở trong cái trách nhiệm của mình. Yeah. Thế nếu mình không có nuôi bà bầu thì họ phá thai, mà nếu mình không nuôi thì giám mục cũng làm gì mình. Yeah. À, rồi ví dụ như là thai nhi trong cất, người ta đem cho mình những cái thai nhi rất dễ thương, mà mình không lẽ mình từ chối. Cho nên mình đã trong cất từ năm 1992 cho tới bây giờ. Trong cả nước tụi mình cũng có liên đó trách nhiệm với nhau 17 nghĩa trang thai nhi. Chúng tôi đã trong cất và sơ mộ cho 370.000 thai nhi rồi. Mình không làm thì giám mục không làm gì mình. Mà chắc là quý vị cũng không có biết nghĩa trang thai nhi của mình chỗ nào đâu. À, cho nên thì chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Cho nên thì khi mình học ở dòng Phanxicô thì mình thấy Thánh Phanxicô cũng ôm người cùi. Yeah. Mặc dù ông rất sợ, khi muốn ôm người cùi ông phải nhắm mắt lại. À, thì từ đó mình nghĩ rằng là chúng ta các bổn phận, vì tôi học ở dòng Phanxicô. Rồi cái gương thứ hai anh nhớ ai không? Là Đức cha Alexi Phạm Văn Lộc. Yeah. Ngài thương người nghèo kinh khủng luôn. Yeah. Và ngài tôn trọng người nghèo dữ lắm. Thì khi mà 11 năm mình ở tại trí tòa giám mục Kon Tum này làm quản lý, thì mình học gương của ngài. Yeah. Học gương của ngài là nhất định thương giúp người nghèo. Đôi khi ngài bảo mình á, khi nào anh đi làm lễ cho làng thượng đó, anh đừng phiền người nghèo cái ăn cái uống. Nếu anh làm lễ anh mua thêm cái gì đó, rồi anh tới đó anh ăn, rồi anh mời mấy đứa giúp lễ anh ăn với. Yeah. Chứ đừng làm phiền người nghèo chuyện ăn chuyện uống. Mà những cái đó là mình ghi nhớ trong lòng của mình. Yeah. À, cho nên thì sống với người nghèo thì mình thấy hạnh phúc lắm lận. Bây giờ mình nghĩ lại cái chuyện không mời mà làm thì mình cảm thấy hạnh phúc. Dạ. Yeah. Vâng, chúng con cảm ơn cha về cái tâm tình mà cha đã chia sẻ cho chúng con. Thưa cha, năm nay là năm rất đặc biệt. Giáo phận Kon Tum mừng kỷ niệm 90 năm thành lập năm 1932 và năm nay năm 2022. Cha chịu nhất tháng 12 năm 1972 và hôm nay cũng là tháng 12 năm 2022. Một bên là giáo phận mừng 90 năm, cha mừng kỷ niệm 50 năm. Cha phục vụ trong giáo phận Kon Tum, chắc chắn cha có những cái ưu tư, những thao thức về một cái giáo phận, nhất là giáo phận truyền giáo ở trên vùng cao nguyên Kon Tum này. Cha có thể chia sẻ thêm cho chúng con về những ưu tư, những trăn trở và những thao thức của cha, và cách đặc biệt là lời nhắn nhủ của cha dành cho các thế hệ linh mục trẻ ở trong giáo phận Kon Tum này. Nhiều lắm, thao thức nhiều lắm. Giáo phận Kon Tum chúng ta bây giờ là có 380.000 giáo dân. Yeah. Người đồng bào thượng là có 270.000, 9 thứ tiếng, nghĩa là 9 sắc tộc khác nhau. Người Kinh mình là 110.000, đủ thứ giọng khác nhau, từ giọng Bình Định cho tới giọng Quảng Ngãi, Bình Định thì nó nói cái lốp xe đạp Quảng Ngãi, thì nó nói cái lát xe đột. Yeah. Giọng đủ thứ giọng chuẩn. Yeah. Giọng Bình Định. Thế thì 110.000. Yeah. Giáo dân Công giáo. Linh mục địa phận Kon Tum á, hiện bây giờ cả triều cả dòng là 225 vị. Linh mục triều chưa tới 100 vị. Nhưng mà tuổi trung bình của linh mục triều là gần 60 tuổi. Tuổi linh trung bình của linh mục dòng á là 47 tuổi, gần 50 tuổi. Linh mục dòng á là 125, 13 dòng tu khác nhau. À, thế thì các nữ tu trong địa phận mình á, là có 650 nữ tu của 27 dòng tu nữ. À, bây giờ rất nhiều người, rất nhiều làng xin học đạo không có người.
Tôi vào trong một cái làng thượng, làng cùi. Ông bố thì bị cùi, ông con là thôn trưởng. Ăn trưa xong rồi tôi hỏi ở đây có ai biết in cả mắt dân bà dân con dân ai không? Ông hỏi mình chứ, bốc soi hả? Linh mục hả? Mình mình muốn lắm, không đứa nào dạy. Không đứa nào dạy. Thế thì những cái chuyện mà đối với người thượng bây giờ là quan trọng nhất là giáo dục. Tôi nói với mọi người biết là ngày xưa ông Doris Poor viết cái cuốn, bây giờ là dịch là Dân Làng Hồ. Cái cuốn đó từ đầu tiên là có cái cuốn nghĩa là Les Sauvages Banards, nghĩa là người Banard mang di mọi rợ. Tới sau này chúng ta dịch, chúng ta đọc cái danh dịch y như vậy nữa, chúng ta dịch là Dân Làng Hồ. Từ sao? Tại vì Tin Mừng đã làm cho người thượng trở thành những con người mới. Và vì thế mà cái rất cần thiết là người thượng phải đi học. Người thượng cho tới năm 1900 chưa có cái trường nào cho người thượng trên Tây Nguyên này cả. Và cái trường đầu tiên mà người thượng là trường Quinot. Thế nếu không đi học là không có tiến bộ được. Và cái đặc biệt nữa, cái tiếng phổ thông, cái tiếng chính thức của chương trình học bây giờ là tiếng Kinh. Tất cả các em người thượng sách giáo khoa bằng tiếng Kinh hết. Cho nên xin các nữ tu và các linh mục có trách nhiệm xin làm mọi cách để cho các em người thượng giỏi tiếng Kinh, viết được tiếng Kinh, nói được tiếng Kinh sỏi, để có thể nó học được với mọi người. Là cái đề đó là quan trọng nhất. Và như thế cũng tiến bộ là cũng nhờ sự học hành này. Rồi cái thứ hai nữa, đối với người thượng là chúng ta phải biết họ nghèo. Tôi lấy một cái ví dụ như tỉnh Kon Tum này, người thượng sống chẳng hạn như rừng núi. Rừng núi là nuôi đồng bào, nuôi con người. Rừng núi là nuôi con người. Sông suối là nguồn nước của con người. Người thượng không đào giếng bao giờ. Người thượng chỉ uống nước sông, nước suối thôi. Bây giờ sông suối cạn kiệt hết, mà ô nhiễm nữa. Bây giờ người thượng vô rừng không có cái con gì để bắt nữa. Không có cái trái gì để hái nữa. Rừng hết rồi. Thế bây giờ đời sống người thượng là đất đai cũng không còn nữa. Chỗ nào tốt thì người ta quy hoạch hết rồi. Không có đất cho người thượng để mà cày bừa sinh sống nữa. Cho nên đời sống của người thượng khó khăn không phải lỗi của họ, mà cho bằng là hoàn cảnh của họ. Không có. Người thượng á, nghèo rồi. Anh cứ nghĩ đi, người thượng không cân đo đong đếm được. Người thượng không biết một ký là bao nhiêu. Bây giờ thì biết rồi. Cân rồi đo. Không biết chu vi là cái gì. Không biết diện tích là cái gì. Và không biết một cái số là mấy mét. Không biết. Đo rồi đông là không biết một lít, không có, chỉ cái gùi lớn gùi gùi nhỏ mà thôi. Rồi đếm còn không đếm được. Không biết một triệu là mấy ngàn, mà không biết một tỷ là mấy chục triệu, mấy trăm triệu, không biết. Thành ra không có một cái tiệm buôn nào. Anh đi Đà Lạt cũng của Tây Nguyên, đất Bâm thuộc cũng của Tây Nguyên, Pleiku cũng của Tây Nguyên, Kon Tum của Tây Nguyên, không có một tiệm buôn nào của người thượng. Không có. Toàn là người Kinh đem vô tới lần thượng để buôn bán. Bởi vì thế mà cái nghèo của người thượng là không phải chỉ là cái bản chất, mà nghèo của người thượng là do hoàn cảnh. Hoàn cảnh. Thì chúng tôi muốn làm thế nào là các linh mục cũng như là các tu sĩ nam nữ trong giáo phận này theo như lời Đức Cha Bôn Xét nói với tôi hồi xưa, khi tôi làm linh mục cách đây 50 năm, Ngài bảo anh làm linh mục đó, ở Paris đó, nó khác. Anh làm linh mục ở Kon Tum nó khác. Khác cái gì? Nếu anh làm linh mục ở Paris đó, anh chỉ cần là ban bí tích. Anh chỉ cần là biết dạy đức tin, dạy giáo lý. Thứ ba là anh chỉ cần là viếng thăm mục vụ. Là thế là tốt. Nhưng mà ở Kon Tum này, ngoài những thứ đó ra, anh làm đến một Kon Tum đó,
là anh phải biết cho thuốc cho người bệnh, bởi vì trong rừng không có thuốc, không có, người thường không bao giờ biết dùng thuốc. Cho tới khi các linh mục đầu tiên đem thuốc lên, thuốc sốt rét là đầu tiên, anh phải biết cho thuốc cho người bệnh. Thứ hai á, là anh phải biết mua cái máy nổ phát điện, tới lễ là anh nổ máy điện lên làm lễ cho nó sáng. Rồi cái thứ ba anh phải biết á, là anh phải biết sửa xe đạp, và anh biết dạy người ta sửa xe đạp, bởi lý do người thường đi xe đạp là chính, mà trong rừng không ai sửa, nếu nó hư thành là phải biết sửa xe đạp. Rồi cái thứ bốn là tôi tất cường nhất á, là anh phải biết đội đẻ nữa, bởi vì cái gì khó nhất thì người ta cũng kêu linh mục thôi. Nhưng mà cái chính là linh mục cái xe, linh mục chở đi là cái thể cứu được người. Chính vì thế sau này mình mua xe cứu thương là như vậy đó. Thì mong ước làm sao mà trong cái tương lai giáo hội đã làm rất nhiều việc cho đồng bào thượng trên này nhờ tin mừng, hay là đúng hơn là nhờ tinh thần của tin mừng. Rồi cũng nhờ như vậy trong tương lai các cha còn trẻ mà, rồi thì các cha cũng thao thức những điều tốt đẹp cho người dân tộc, mà điều quan trọng nhất phải thương họ và kính trọng họ. Xin cảm ơn. Chúng con xin cảm ơn cha vì tất cả những tâm tình, những thao thức của cha đã chia sẻ cho chúng con hôm nay. Xin kính chúc cha sức khỏe, bình an và tình yêu của Đức Kitô luôn trào tràn trong tâm hồn của cha, để cha luôn luôn tạ ơn Chúa ngang qua cuộc hành trình 50 năm ơn gọi thánh hiến của cha, cũng như cảm ơn đời đã cho cha những kinh nghiệm, cũng như cha dấn thân để phục vụ trong người nghèo. Giờ đây, nếu như nói một lời cuối cùng với quý vị khán giả, thì cha sẽ nói điều gì thưa cha? Nói cái câu mình học được của một tiến sĩ xã hội học, câu đó luôn luôn tâm đắc cho mình: người ta có thể cho mà không thương. Rất nhiều người cho mà không thương, rất nhiều tổ chức cho mà không thương, là bố thí. Đó không phải là cho kiểu tin mừng. Nhưng mà người ta không thể thương mà không cho. Cho nên thì nếu chúng ta là những linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng ta phải biết cho bằng tình thương, chứ không phải cho như là cái thứ để chụp hình quảng cáo. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn mọi người đã nghe tôi. Và xin chúc lễ Giáng sinh và năm mới được bình an và được hạnh phúc. Xin quý vị cầu nguyện cho tôi nữa. Vâng, cảm ơn cha. Và kính thưa các quý vị, chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho cha Phêrô Nguyễn Minh Đông trong dịp kỷ niệm 50 năm phỏng vấn linh mục của ngài. Chúc ngài luôn được mạnh khỏe, bình an, và nhất là luôn luôn được ấm lòng trong tình yêu của Đức Giêsu Kitô, là mẫu gương sống và là lý tưởng ngài đã noi theo, ngài đã hiến thân và ngài đã phục vụ trên vùng đất truyền giáo con tum này. Xin cảm ơn.